Hello mọi người nha. Hôm nay cơm trưa nữa mọi người ơi. Quán đang ngồi nè, quán đang ngồi chút để camera bên đó. Hôm nay trưa nay mẹ ngồi đâu? Mẹ ngồi đó đi. Không, mẹ để con ngồi giữa nè. Cái này cái món ngày hôm qua của em Bubby cho nè. Còn nhiều quá nên là sáng nay ăn lại nè. Giờ mình muốn xớt cái này qua bển cho mấy đứa em bên miếng không? Cho miếng nha. Cái này là thịt kho tàu sáng giờ mẹ làm nè. Thịt kho vịt. Đây ăn với dừa giá với rau muống. Rau muống này nấu với lại hết. Đây, còn đây phần của Dewin đây. Đó, con nó lâu ra lại cao rồi, cao rồi. Anh làm được, Dewin anh làm qua. Anh đây em bé. Dewin phải em bé đâu phải. Đó, phần Dewin hôm nay ăn chung với mọi người luôn nha, thịt kho trứng nha. Your favorite, right baby? À. Thịt kho trứng rồi hả, cánh gà chiên nước mắm là hả món mình cũng thích rất nhiều đi Ngọc, cho bên đó đông. Đúng rồi còn không mình để lại mình đây mình để nhiều cái còn nhiều bưng qua đó cho mấy em đó. Đúng rồi, cái này là phần mới ngày hôm qua còn mọi người nha, chứ không phải rồi, là đó, mình ăn vậy thôi. Là đồ hôm qua mình ăn đâu nha. Đội cái nón vô đi con ơi. Ồ kệ chứ nó sợ gì đâu đen. Rồi mời mẹ. Rồi, cơm đi em. Xin mời cả nhà nha. Rồi, xin mời đại gia đình dùng cơm với nhà mình nha. Đó, cơm này là cơm gia đình đúng đó, nghĩa. Hôm nay cũng hai mẹ con đi chợ, ăn chợ mình đi chợ cái nó mẹ mua gì ăn cơm mẹ. Nó hồi giờ không lẽ đi làm nồi thịt kho tàu cho con. Nhà mình ăn được, Dewin á cũng được. Ngon con? Ngon. Nên đó hả, mình kho nồi thịt kho trứng đó, cho nó gọn. Rồi canh hến nấu canh rau muống. Mẹ mình là cực thích cái hến này luôn mọi người. Bữa giờ hai lần hến rồi mọi người. Rồi ở đây là dưa giá này ở nhà. Ở đây gỏi bồn bồn ngày hôm qua. Giờ lên giỏng nằm. Cô bé nằm giỏng hả? À, nay biết nằm giỏng mà để bà ngoại mua cái giỏng. Ở nhà mình có giá giỏng bệnh á. Để đi lôi ra để làm cái giỏng ra. Tôi còn dư chút cơ bà. Để, đã hết lại. Ok, bây giờ mọi người cùng vào bàn với gia đình mình nha. Cơm trưa nha. Dưa giá nè, ngon ngon dưa giá mà chấm cái này là quá ngon. Bắt cái nhạc nhỏ nhỏ nha con. Cái này cắt ra rồi. À, chấm miếng nước thịt ớt rồi đó. Dưa giá đó, ngon luôn á. Sáng mẹ mua thịt này là ba gọi rút tường. Nên nó cao, thịt nó ngon. Nhỏ ba ly ơi. Ok. Mời mọi người nha. Cô đi ăn cơm, tụi nhỏ cũng được tám ơi. Mẹ. Đâu nãy cô xuống cô cũng cho ăn cơm giùm á. Dạ hả? Nãy luôn quá. Đúng quá. Ba ly ơi, cho nhỏ nhỏ đi. Ba ly. Con mà muốn ăn thịt heo quay mà anh hỏi Ngọc mẹ mua cái ba gậu rút tường này nè, đưa cho anh ở gần nhà mình ngày hai quay ngon lắm. Cái này hôm qua mọi người nó không phải bùng bồn mà mướp gì á. Mọi người hỏi ba bữa giờ mà cân Ngọc cũng nói là hôm nay không, mình nói luôn là ba mình bữa giờ từ về được bữa là đi Đà Nẵng rồi. Ông nội về tụi nhỏ chưa kịp thời ông nội cái ông nội cái gì đi nữa rồi. Tụi nhỏ nó cũng đang thiếu tốn tình cảm rồi. Thanh minh rồi cũng như đám dỗ ông nội về chú mình nữa. Rồi dỗ tập nữa. Rồi muốn tập nhau ra bỏ. Sao hỏi là ít luôn. Yeah, but I want you to take me about not Chong. No, you take me, okay? Brother bonding. Mommy. Maybe you get a massage too. Đi Quỳnh muốn bảo chở đi Quỳnh đi cái chỗ mà okay, thôi. Okay, Quỳnh.
Rồi nó tìm được rồi kìa. Tìm được rồi. Cảm ơn được. Hay quá ha. Mà muốn là đúng là anh Bảo chở đi nha. Thì không ai khác chở đi, chỉ được một mình anh Bảo chở thôi. Để hai anh em gắn kết tình cảm. Anh em đi chơi nhau. Ok. Yeah, everybody's afraid for me to go out by myself. Nói ai cũng sợ là trai ai đều quên đi mình hết á. Nên là thôi Bảo đi kèm thì quên đi. Đấy á. Okay. Yeah, they won't even let me go to the gym by myself. Kèm như kèm luôn đôi. They worry too much. Lên đây con học ngoan con. Mà vô hết từ xây vô qua đây. Who are they? You told me about them. Tại vì có mấy cái comment á, mọi người á nói là hả Ngọc phải đi tập gym với chồng Ngọc. Rồi phải kèm ảnh đó, hiểu không? Có vậy hả? À, hả? Ừ. Sợ là có chân dài, chân ngắn đâu đó. Nên thì Quỳnh nói thôi để cho chắc cú. Chứ Bảo chở nè. Chứ Bảo dài hơn nữa. Bảo chân dài hơn nữa, đi kế bên là hơi khỏe. Ở ngoài đầu đường đó, cái xóm mình đó mọi người có cái bên có cái phòng gym thì nó rất là tiện lợi, nó sáng là cả nhà mình thấy gia đình mình hôm nay là vui vẻ đông đủ ha, nhưng mà cũng vẫn còn thiếu ông xã ngày mai kia ha, ngày mai mới có ông xã nữa là cả nhà đầy đủ luôn, vui vẻ im ấm luôn. Cái bàn càng ngày càng dài vậy đó. Đi năm tháng ngày quá ba. Ừ. Ba. Rồi chừng bữa ba về tới giờ hôm sau là ba đi luôn đó. Ừ. Tại vì về trễ, biết không? Do trễ với cái chuyến của mẹ. Do thấy lúc trước á thì mẹ ba đây ăn cơm. Ba mẹ ăn cơm với anh Bảo, chị Ngân thì thiếu hai chồng con. Rồi qua bên con ăn cơm với hai chồng con thì thiếu Bảo Ngân. Rồi bây giờ là bắt đầu mới đầy đủ, là đầy đủ được vài tháng rồi nhờ. Thôi cũng đồng quen được. Khổ vậy đó. Cuộc sống à? Ừ, cuộc sống. Chúc chùm là hết đói. Chùm hết đói vậy. Mấy người bỏ cuốn hôm qua còn đọc. Không được lắm. Không được lắm. Tắm hết ngon à? Không có, không biết. Phải lấy ra. Mình không biết đâu, để tôi ra cái đem tôi làm tủ lạnh chưa? Đâu có. Không có lương. Giá mà. Rau giá thôi mà con nó không có lương. Nhưng mà cũng có tôm thật. Nên để vô vậy thì được, lấy ra sớm. Hôm nay anh đóng hàng cho con á. Anh nghe giọng Ngọc đi vô, Ngọc đứa trong nói gì chị không? Sao giọng cũng quen dữ rồi. Giọng nói của Ngọc không nhận đặc biệt kia nha. Mình thủ trang mà nghe giọng không biết. Thật đó cũng vậy đó. Gái ăn không? Không biết hai cái bạn đó là hai vợ chồng hay là... Là cô đi ngon không phải em chơi. Hay là... Là chị em. Nên coi đồ ngon đi con. Ừ. Bà cũng nói, ủa anh này thấy quen quá. Vừa gặp. Chào cô chú ơi. Ủa làm hiểu quen quá hả? Không, không phải không phải. Không được. Cái chị gì nữa phải không? Phải là chị Ngọc. Ờ đúng rồi. Thả ra không được. Cái này tối thì mới có. Mới về đó. Rồi em bốc thôi. Dạ tối. Đúng rồi tối đi chơi ha. Hồi nãy còn đi qua bên mấy cái căn phòng trọ của mình á. Mấy cô đó. Cô xuống nào? Tùng nó quay phim cho Ngọc. Mà cô không biết. Nó nói Tùng bên đây mày tạo cái YouTube ra không? Cái thằng Tùng nó cười cười nó không nói gì hết. Chút nữa hồi nữa đi ra nữa, thằng Tùng quay nữa. Cái kênh YouTube mày tên gì Tùng? Tùng ơi, Tùng ơi. Còn cô có gì cô qua nhà con chứ mà con để mà con kinh qua đây thì nó cũng khó. Cô nói thôi qua ngại quá. Quen biết rồi chỉ với gia đình. Cứ qua là khi cứ ấy gọi thì nó ở nhà 24/24 vậy đó. Cô ở phòng trọ mình có thì đó cô ở quen với nhà con cả năm trời rồi mà cái gì đâu rồi ấy. Có gì đó mọi người mà cũng muốn mà qua nhà mà xong Ngọc với lại chay đồ này kia cứ nhắn nhưng mà phải nhắn báo cho Ngọc biết trước. Trong cái tên hai tên luôn là khách ông phải sợ là không có nhà thôi. Cô chú anh chị rồi nhắn quá trời nó ước gì đến nhà ở Kiên Giang ở tỉnh rồi quá trời tôi muốn chú tăng xa vậy luôn hả con? Ở chơi.
Trước đi đến ăn nè. Con chú cho mẹ ăn cơm với... Tự nhiên cho nó ngon cái cơm. Ơi, ngồi trên này ha. Phải báo cho Ngọc biết trước. Cái con cái lịch trình làm sao có ở nhà hay không rồi vậy đó. Chú nhiều đi tới rồi không có ai ở nhà hết rồi tội nghiệp mọi người. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đi đây đó đi thăm bà rồi đi quay clip này kiếm nọ nhiều. Đây này dưới này con. Chưa về nọ nữa kìa. Ở dưới kìa. Một ở dưới. Mình còn chưa đi Đồng Nai luôn á cả nhà. Giờ chờ ông xã về. Bà phải nghỉ ngơi vài ngày rồi. Rồi ông xã nghỉ ngơi vài ngày đó rồi mới về thăm bà nội được. Well, that was great. Thank you. Oh, lấy nó ngọt hả? Thì con nắng cơm thì ngon quá. Biết ý ạ. Come on. Ngày qua mua bánh tre đem đây nè. Come on em. Thôi thì quên em. Dữ dội. Chị Ly thì quên đến sáng nào vậy cũng nói chuyện không? Người nói tiếng Việt, người nói tiếng Anh, cũng nhau ghê. Sáng nào vậy cũng nói chuyện à? Ừ. Nhà ba mà có nhà là khoái ăn cái rau muống với canh hến này nè. Nướng cà, nướng cà dắt. Ôi, nhiều quá. Ngon. Nè, con nửa miếng sầu riêng ngày nay chắc ăn được rồi nè. Không, để mai mốt gì đó. Nè, con nửa muối thôi mà. Thơm rồi. Sầu riêng nhà của Tùng tự tin đó cô chú. Ừ, sầu riêng. Nó không ăn đâu, nãy còn mới ăn tới giờ, nãy không ăn đâu. Mới ghé con. Không, ai ăn khu nha, tại nhiều không ăn hết. Này nó còn nhiêu rau muối hay muối vậy? Có học nó à. Ba muối này cũng ba muối. Hai rau một thôi. Để mày lấy này nha, đừng bỏ xuống cái. Rồi, giờ. Ngon. Hey, xin mời mọi người ăn sầu riêng nha. Tùng nó đang ăn sầu riêng. This is where Jady comes in. Đây đây, ăn sầu riêng là tôi đây. Đúng rồi, đúng rồi. Jay lại ăn cái rau. I'm gonna tap out and have Jady come. Jay, sầu riêng là Nguyên Nguyên này. Jay, sầu riêng. Đưa này còn lại bước đi. Sầu riêng, sầu riêng. Nè, chắc cả bảy đi. Con tới mày đi. Không có nhẹ nhẹ. Từ tới lấy. Học lép luôn rồi. Nhẹ nhẹ thôi. Cái này là chưa chín lắm. Tại anh mới đưa lên. Rồi tối hôm qua. Đúng rồi. Biết lắm nha mẹ. Mẹ chưa có ngon gì lắm. Chưa có ngon gì lắm. Trời ơi, nó là chùm ăn xong đi mà. Nó chưa có chín lắm á. Đúng rồi, nó chưa có mềm. Còn hơi cứng nhưng mà ngọt, ngọt cho mọi người. Ngọt. Quá ngọt hết chứ. Để đi qua cái này với cái này là tại vì tối nó là thơm. Mình mới đem qua, đem qua để mua. Hai bữa nữa cắn được cơm bỏ. À. Ờ, sáng bán được cái túi đấy. Đang giữ em bé mà gửi em bé cho bà ngoại ra tự mình. Nhưng mà túi với Tùng là chọn sầu riêng ngon. Đúng rồi. Lần nào bên bé làm như tùy rồi vậy, cũng thích ăn sầu riêng của Tùng. Bữa trước mình làm cái video mà qua mình giới thiệu á mọi người. Khách hàng cô chú chị ủng hộ cũng nhiều lắm mà ngon lắm. Đó cuối cùng cũng có đứa con ha. Còn thường ha. À. Cái miệng cái màu trên giống như trang còn mắt cũng giống như trang rồi. Bố mẹ cũng đỡ. Rồi cái trưa trưa chiều chiều cái là lấy bánh bông lan nha anh Lan. Chú, anh hết rồi. Lấy bánh bông lan cả nhà bạn chưa? Thấy rồi, à. Nãy rồi. Này dính muối á. Nghiệp biết đoạn nào với tao. Giờ những bạn ẩn danh mình cũng đâu biết ai. Con ăn dính muối nhớ rồi không? Mẹ sắp đi qua Ngọc á. Phương Thảo cũng đem qua, con đem qua bà ngoại đi. Cái bánh à, đi qua giờ, đi qua Phương. Bữa bận, nó ngày nào sắp xếp được công việc qua. Để bà ngoại ăn, để rồi đi qua chị Ngọc. Rồi, ok, no. No rồi, người đứng góc hết trơn vậy. Bên kia là đứng góc đây. Ok thôi, bye mọi người nha. Đó buổi trưa sinh hoạt của gia đình mình thì bữa giờ như vậy đó mọi người ơi. Thì cảm ơn cô chú anh chị theo dõi của cơm trưa của gia đình cũng như câu chuyện với gia đình của mình ha. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye các nhà. Chào tạm biệt cả nhà.